Chắc chắn không cần phải nói quá nhiều về sự nổi tiếng của Sơn Tùng MTV trong thị trường nhạc Việt. Tên tuổi của anh hiện tại được xếp vào sau hàng A được săn đón bậc nhất. Tuy không thường xuyên ra mắt sản phẩm nhưng mà chính độ lười lại khiến cho độ hot của Sơn Tùng tăng lên gấp bội phần. Mỗi lần nam ca sĩ gốc Thái Bình ra mắt MV mới đều khiến cả Bieber phải nháo nhào. Liên tiếp những kỷ lục được lập nên không kém như những show quốc tế đình đám. Có thể nói là Sơn Tùng MTV là một trong những ca sĩ Việt sở hữu lượng fan đông đảo, không chỉ trong nhà mà còn ở nước ngoài. Những thứ liên quan đến anh đều được chú ý đặc biệt, từ những bộ quần áo, kiểu tóc, vóc dáng, phụ kiện và cả tài khoản mạng xã hội cũng được phân tích rất kỹ. Mới đây, các Sky đã phân tích 10 điều thú vị về tài khoản Instagram cá nhân của Sơn Tùng và phát hiện ra nhiều điều thú vị về chàng trai 25 tuổi này. Một, tài khoản Instagram của Sơn Tùng đang dùng hiện tại được lập từ năm 2012, lúc còn chưa nổi tiếng, hiện có tên là Sơn Tùng MTB. Đến thời điểm hiện tại đang có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi. Hai là luôn giữ con số follow là 100. Nếu lỡ follow thêm ai thì đồng nghĩa với việc là phải âm thầm bỏ follow một tài khoản cũ để mà cân bằng lại con số đó. Ba là sống ảo một cách cầu toàn tỉ mỉ. Tất cả hình ảnh trên Instagram đều được chỉnh theo cùng một tông màu nhất quán. 4 là follow 90% các tài khoản là thương hiệu thời trang. 5 là 10% còn lại là các cá nhân. Trong đó, Việt Nam chỉ follow 3 người là CEO công ty. Owen, người đồng hành cùng Sơn Tùng trong các sản phẩm âm nhạc như Chạy Ngay Đi hay Nắng Ấm Xa Dần bản remix. Và Kiều Bảo Trâm, bạn gái tin đồn. Nước ngoài gồm một số idol như là Quick Khalifa, J-Pop, SUK và Snoop Dogg. Tài khoản follow mới nhất là J-Pop và để cân bằng lại con số chỉ follow đúng 100 người, Sơn Tùng đã phải bỏ một tài khoản thời trang. 7 là Instagram cũng là tài khoản mạng xã hội của Sơn Tùng ưu ái hoạt động nhiều nhất. Cái đó mới là fanpage MTV. Và Facebook cá nhân chuyên đi like, comment dạo. Tài khoản mạng xã hội bị ghẻ lạnh nhất là Twitter. 8 là không có thói quen trả lời comment fan, bạn bè và cả bà con thân quen. Chỉ trong trường hợp thật đặc biệt mới lên tiếng trả lời bình luận và thường là dành cho ekip từ nước ngoài. Thỉnh thoảng vui tính lại xóa một bài đăng, dọn dẹp lại Instagram. Hình cũ nhất hiện tại của Sơn Tùng vẫn giữ trên tài khoản mạng xã hội này là bức hình cận Giáng sinh năm 2012, chụp cận mặt cùng với chú thích là hôm nay Sài Gòn rất mát, hi hi. 10 là công thức chỉnh ảnh đăng Instagram cá nhân của Sơn Tùng. Hiện tại vẫn không ai tìm ra và biết được anh dùng app nào. Đặc biệt có thể vlog thẳng tay nếu fan chê lùng trên mạng xã hội. Về Vocus Group, có thể bạn chưa biết nhưng mà trong số hơn 100k like Vocus thì có quá nửa không biết có một group bí mật. Group này được lập từ ngày 6 tháng 1, sau đó mở rộng thêm cho tất cả mọi người, nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện cơ bản sau đây. Tuổi trên 22, nick thật, lập hơn 1 năm, có hình ảnh thông tin rõ ràng. Không có ý định vào chỉ để hóng tin, like tin hay nằm vùng, vì theo nội quy sau 3 tháng không ngồi lên tương tác sẽ bị kích. Bình thường không sao chứ xấu trời. Bình thường thì không sao, chứ xấu thì điên lên là truy quét tim ngầm giường, gián điệp điều mấy trăm mạng. Phải am hiểu style Vocus, nếu bạn thấy bay trẻ trâu, lá cải, nhảm nhí, thì tốt nhất là bạn đừng có vào rớt, vì vào trong đó một hồi cũng chiến nhau banh xác, quánh nhau rất mệt mỏi cho tất cả các bên. Nam sẽ dễ được việc hơn nữ, lý do, tin tôi đi, chỗ nào nhiều chị em là chỗ đó sẽ phức tạp và nhiều chuyện. Vocus luôn cố gắng cân bằng tỷ lệ nam nữ trong rớt, nên nữ S nhiều hơn, nữ sẽ bị chọi tỷ lệ cao hơn. Là người bình thường, thế nào là bình thường? Tức là bạn không phải là người nổi tiếng, không phải là nhà báo, hot guy, fan cuồng. Bạn chỉ dừng ở mức quan tâm, yêu thích hoặc ủng hộ Sơn Tùng. Ngoài ra, bạn còn có công việc, gia đình, bạn bè, gái gú và bị bọt. Thì an tâm đi, bạn rất hợp để vào group.